Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức tổng hợp quốc tế mới nhất và sau đây là nội dung chi tiết. Văn phòng Liên Hợp Quốc ở giải Gaza bị tấn công, Israel cảnh báo Hezbollah. Các quan chức Liên Hợp Quốc cho hay văn phòng chương trình phát triển của tổ chức này UNDP ở giải Gaza vào đêm 11 tháng 11 bị pháo kích dữ dội. Hãng thông tấn Al Jazeera dẫn bài đăng trên mạng xã hội của quan chức đứng đầu UNDP Achim Steiner viết rằng vụ pháo kích nhằm vào văn phòng cơ quan này ở giải Gaza đã khiến nhiều người chết bị thương. Văn phòng của chúng tôi vào đêm qua bị pháo kích đã có báo cáo ghi nhận nhiều trường hợp thương trong số những người tìm kiếm sự an toàn ở đó. Những dân thường, cơ sở hạ tầng dân sự và quyền bất khả xâm phạm đối với cơ sở của Liên Hợp Quốc luôn phải được tôn trọng và bảo vệ. Luật nhân đạo quốc tế cần được tôn trọng và duy trì, ông Strener viết. Cho tới nay chưa có cá nhân hay tổ chức nào nhận trách nhiệm thực hiện vụ pháo kích nhằm vào văn phòng UNDP ở Giải Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo Hezbollah Tờ Thời báo Israel hôm 11 tháng 11 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này, Joab Galan cảnh báo, nhóm vũ trang Hezbollah đang tiến gần hơn tới một sai lầm nghiêm trọng và sai lầm đó có thể khiến người dân sống ở Beirut, Liban phải rơi bỏ nhà cửa lánh nạn. Tôi có mặt ở đây để nói với người dân Liban rằng tôi đã chứng kiến cảnh người dân ở Gaza mang cờ trắng đi dọc bờ biển, di chuyển về phía nam. Hezbollah đang kéo Liban vào một cuộc chiến có khả năng xảy ra và nhóm vũ trang này đang phạm nhiều sai lầm người trả giá đầu tiên cho những sai lầm đó chính là toàn bộ người dân đi băng. Những gì chúng tôi đang làm ở Gaza cũng có thể xảy ra ở Beirut. Ông Galan phát biểu trong chuyến công tác khu vực miền Bắc Israel. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel, không quân nước này mới sử dụng chưa đến một phần mười sức mạnh ở Gaza. Phi công của chúng tôi đang ngồi trong buồng lái, mũi máy bay hướng về phía bắc. Chúng tôi đã có đủ nguồn lực ứng phó ở phía nam lẫn phía bắc. Ông Galan nhấn mạnh. Thời báo Israel nhận định tuyên bố trên được ông Galan đưa ra cho bối cảnh nhóm vũ trang Hezbollah kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát đã thực hiện nhiều cuộc tấn công nhằm vào các khu vực do Israel kiểm soát. Đáp lại, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho tiến hành nhiều cuộc không kích và pháo kích nhằm vào các cơ sở quân sự của Hezbollah nằm ở miền nam Liban. WHO mất liên lạc với bệnh viện lớn nhất Gaza. WHO nói họ mất liên lạc với đầu mối ở bệnh viện Al-Shifa, bày tỏ lo ngại cho an toàn của những người đang mắc kẹt tại cơ sở này trong bối cảnh thông tin bệnh viện Al-Sifa phải đối mặt các đợt tấn công tiếp tục xuất hiện, chúng tôi cho rằng các đầu mối liên lạc đã trở thành một trong số hàng chục nghìn người phải di rời và đang sơ tán khỏi khu vực. Văn phòng khu vực Trung Đông của Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo trên X hôm nay, bệnh viện Al-Sifa là cơ sở y tế lớn nhất ở Gaza. Quân đội Israel đã điều xe tăng thiết giáp phong tỏa khu vực quanh các bệnh viện tại miền bắc giải gaza, trong đó có Al-Sifa. Israel cho rằng có sở chỉ huy và đường hầm của Hamas lực lượng kiểm soát Gaza ẩn dưới Al-Sinfa và những bệnh viện khác. Hamas, giới chức y tế Gaza và giám đốc Al-Sinfa bác bỏ, nói họ sẵn sàng để quốc tế kiểm tra. Tổng giám đốc WHO Jeros Ahanom Jebregisus cho biết tổ chức này lo ngại cho an toàn của nhân viên y tế, hàng trăm người bệnh và người bị thương, người sơ tán đang trú ẩn ở, ở Al-Sinfa. Ông tiếp tục kêu gọi các bên lập tức ngừng bắn nhân đạo. Giao tranh giữa Israel và Hamas đã khiến hơn 12.000 người không qua khỏi, hơn 33.000 người bị thương. Tính đến ngày 11 tháng 11, trong khi tình hình nhân đạo ở Gaza ngày càng xấu đi, người phát ngôn cơ quan y tế Gaza ngày 11 tháng 11 cho biết, bệnh viện Al-Sinfa đã phải dừng hoạt động vì hết nhiên liệu. Muhammad Abu Samia, giám đốc bệnh viện Al-Sinfa nói, ưu tiên của họ lúc này là bảo vệ bệnh nhân. "Chúng tôi đã liên hệ với hội chữ thập đỏ và thông báo chúng tôi đang cạn dần nước, oxy, nhiên liệu, tất cả mọi thứ", ông cho biết. "Những em bé sơ sinh, bệnh nhân cần chăm sóc tích cực, thậm chí là người bị thương không thể sống sót nếu thiếu điện." Nếu lực lượng chiếm đóng muốn sơ tán người bị thương tới bất kỳ nơi nào trên thế giới an toàn hơn giải Gaza, chúng tôi không phản đối. Daniel Hagari, phát ngôn viên quân đội Israel cùng ngày nói, lực lượng này sẽ giúp sơ tán trẻ em, theo đề nghị từ nhân viên y tế tại al Việc sơ tán dự kiến bắt đầu trong ngày 12 tháng 11. Chúng tôi sẽ cung cấp sự hỗ trợ cần thiết, theo ông Hagari. Thủ tướng Netanyahu, Hamas đã mất quyền kiểm soát giải Gaza, nhưng Israel không nương tay. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác bỏ lời kêu gọi ngày càng tăng của quốc tế về lệnh ngừng bắn ở Gaza, nói rằng cuộc chiến của Israel chống lại Hamas sẽ tiếp tục và loại trừ vai trò của chính quyền Palestine hiện tại khi chiến tranh kết thúc. "Với toàn lực, với tất cả sức mạnh của mình, chúng tôi sẽ tiếp tục cho đến chiến thắng," ông Netanyahu nói trong bài phát biểu trên truyền hình đêm 11 tháng 11. Hamas đã mất quyền kiểm soát Giải Gaza, họ không có nơi an toàn để ẩn náu, tất cả các thành viên Hamas đều bị đánh dấu là phải chết. Lực lượng của chúng tôi đang tấn công họ trên mặt đất và ngầm dưới mặt đất, ông nói thêm. Ông cũng bác bỏ vai trò của chính quyền Palestine kiểm soát Gaza khi chiến tranh kết thúc, ông cho biết Israel sẽ duy trì sự giám sát an ninh để đảm bảo rằng không có chính quyền mới nào dạy dỗ con gái mình ghét Israel. Ông nói Israel sẽ giữ quyền kiểm soát an ninh toàn diện ở Gaza với khả năng lực lượng phòng vệ Israel IDF tiến vào bất cứ khi nào chúng tôi muốn để tiêu diệt những kẻ khủng bố có thể tái xuất hiện. Tôi có thể nói với bạn điều gì sẽ không xảy ra, sẽ không có Hamas hơn nữa, sẽ không có chính quyền dân sự nào ở đó giáo dục con cái họ cam thù Israel, giết người Israel, loại bỏ nhà nước Israel. Sẽ cần phải có một thứ khác, nhưng trong mọi trường hợp, với sự kiểm soát an ninh của chúng tôi. Ông nhấn mạnh rằng Hamas trên thực tế đã mất quyền kiểm soát phía bắc Gaza, IDF đã hoàn thành việc bao vây thành phố Gaza, họ ở ngoài ô bệnh viện Sifa và đã tiêu diệt rất nhiều kẻ khủng bố. Hamas đã mất quyền kiểm soát ở phía bắc giải Gaza, ông tuyên bố. Họ không có nơi an toàn để ẩn náu, cho đến khi những kẻ khủng bố cuối cùng đều chết, tất cả Hamas. Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành, nhà lãnh đạo Israel tuyên bố, đồng thời chấn an gia đình các binh sĩ Israel đã hy sinh rằng chúng tôi đang làm mọi thứ để xứng đáng với sự hy sinh và chủ nghĩa anh hùng của họ. Israel đã tiến hành một cuộc chiến chưa từng có vào vùng đất đông dân cư ở Gaza để trả đũa cuộc tấn công của Hamas vào lãnh thổ của họ vào tháng trước. Các quan chức Israel hôm 10 tháng 11 đã điều chỉnh lại con số 1.400 trước đó, cho biết khoảng 1.200 công dân của họ, chủ yếu là dân thường, đã không qua khỏi trong vụ tấn công. Các quan chức y tế Palestine cho biết hơn 11.000 người đã không qua khỏi trong hơn 4 tuần pháo kích và không kích ở Gaza, đồng thời cho biết thêm rằng khoảng 40% trong số đó là trẻ em. Israel không kích Syria đáp trả việc cao nguyên Golan bị trúng tên lửa. Ngày 12 tháng 11, quân đội Israel thông báo về việc các máy bay chiến đấu của nước này đã ném bom nhằm vào các địa điểm được coi là cơ sở hạ tầng khủng bố ở Syria để đáp trả một vụ phóng tên lửa nhắm vào khu vực cao nguyên Golan mà Israel đang chiếm đóng. Quân đội Israel cho biết các máy bay chiến đấu đã không kích các địa điểm được coi là cơ sở hạ tầng khủng bố ở Syria để đáp trả vụ tấn công nhằm vào cao nguyên Golan hôm qua 11 tháng 11. Theo truyền thông Israel, hai quả tên lửa được phóng từ Syria đã rơi xuống vùng đất trống ở cao nguyên Golan mà không gây thương tích hay thiệt hại. Trước đó, hôm 10 tháng 11 vừa qua, Israel đã tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Syria sau khi một máy bay không người lái có nguồn gốc từ Syria đã rơi xuống một trường học ở thành phố Eilat nằm ở phía nam Israel. Kể từ khi cuộc chiến giữa Israel với lực lượng Hamas nổ ra ở giải Gaza, kể từ ngày 7 tháng 10 vừa qua, Israel phải đối mặt với các cuộc đụng độ ngày càng tăng với các phe phái vũ trang thuộc trục kháng chiến Hồi giáo ở Liban, Syria và Iraq. Tối qua 11 tháng 11, các phe phái vũ trang ở Iraq cũng tuyên bố nhắm mục tiêu vào thành phố Elat của Israel bằng những vũ khí thích hợp để đáp trả việc Israel tấn công nhằm vào dân thường ở Gaza. Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến giữa Israel với Hamas và các phong trào vũ trang khác của Palestine ở giải Gaza đã bước sang ngày thứ 37 liên tiếp, khiến hơn 11.000 người không qua khỏi và hàng chục nghìn người khác bị thương, hầu hết là dân thường Palestine. Israel Hamas, Indonesia kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, nói cả thế giới dường như bất lực trước xung đột Ngày 11 tháng 11, tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Hồi giáo OIC ở Saudi Arabia, Indonesia một lần nữa kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại giải Gaza, đồng thời nhấn mạnh hành động của Israel không phải là tự vệ. Phát biểu tại hội nghị về tình hình cuộc khủng hoảng ở giải Gaza của Palestine, Tổng thống Indonesia Joko Widodo Jokowi đã kêu gọi ngừng bắn, cho rằng tình hình sẽ không được cải thiện nếu không có lệnh ngừng bắn. Người đứng đầu chính quyền Indonesia nhấn mạnh Israel đã sử dụng câu chuyện tự vệ và tiếp tục sát hại dân thường. Đây không gì khác hơn là một hình phạt tập thể, tất cả chúng ta phải tìm cách để Israel ngay lập tức tiến hành lệnh ngừng bắn. Ông Jokowi cho rằng thế giới dường như bất lực khi một tháng đã trôi qua kể từ khi nổ ra cuộc xâm lược của Israel. Ông nói rõ hơn 7,9 tỷ người trên thế giới, hơn 190 nhà lãnh đạo thế giới, nhưng cho đến nay chưa một ai có thể ngăn chặn được những tội ác này. Vì lý do đó, OIC phải đoàn kết và đi đầu để giải quyết vấn đề này. Theo Ngoại trưởng Indonesia Jetno Mastudi, Hội nghị Thượng đỉnh OIC đã thông qua nghị quyết với 31 điểm. Văn kiện được hầu hết các nước nhất trí cho rằng đây là nghị quyết bằng lời lẽ mạnh mẽ nhất mà OIC từng đưa ra. Bà Jetno cho hay, trong đoạn 11 trong nghị quyết, các nhà lãnh đạo đã ủy quyền cho Ngoại trưởng Saudi Arabia, Jordan, Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia và Nigeria khởi xướng các hành động thay mặt cho OIC và Liên đoàn Ả Rập để ngăn chặn chiến tranh ở Gaza và khởi động một tiến trình chính trị để đạt được hòa bình. Trong thông cáo ngày 12 tháng 11, bà Chetno cho rằng đoạn 11 cho thấy ghi nhận của OIC đối với sự đóng góp tích cực của Indonesia trong việc cố gắng giải quyết vấn đề Palestine, đặc biệt liên quan đến tình hình gần đây tại Gaza. Cũng theo bà Chetno, tại cuộc trao đổi với Tổng thống Jokowi, bên lề hội nghị, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã thực sự đánh giá cao sự nhất quán của Indonesia trong việc hỗ trợ các cuộc đấu tranh của Palestine, đồng thời đề nghị Tổng thống Jokowi chuyển thông điệp tới Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc hội đàm song phương tại thủ đô Washington vào ngày 13 tháng 11. Về từ cõi chết, thủ lĩnh bí ẩn của Hamas chỉ huy cuộc tấn công Israel. Các điệp viên Israel tin rằng thủ lĩnh Hamas Mohammed Sinwa, người được cho là đã chết vào năm 2014 vẫn còn sống, ẩn nấp trong đường hầm giải Gaza suốt nhiều năm và chủ mưu vụ tấn công ngày 7 tháng 10 Mohamed Sinqua là em trai của thủ lĩnh Hamas tại giải Gaza, Yahya người bị Israel xem là kẻ khủng bố bị truy nã gắt gao nhất. Bản thân ông Mohamed bị coi là nhân vật chuyên tham gia các vụ bắt cóc và trà trộn xuyên biên giới. Có tin người này đã chết vào năm 2014, nhưng điệp viên Israel khẳng định ông đã ẩn nấp nhiều năm trong các đường hầm bên dưới giải Gaza. Theo thông tin từ phía Israel, ông này dính líu đến việc lên kế hoạch cho vụ tấn công hồi tháng trước, khiến 1.200 người Israel không qua khỏi. Hamas cũng đã bắt cóc hàng trăm người làm con tin, với hy vọng dùng số con tin này để trao đổi khoảng 5.000 người Palestine trong các nhà tù của Israel. Một cựu giám đốc phụ trách chống khủng bố tại cơ quan tình báo Israel Mossad nói với báo Telegraph Anh rằng có một nhóm từ 3 tới 4 nhân vật chủ chốt đứng sau vụ tấn công Israel đầu tháng 10. Ông ta, Mohamed Sinwa, chắc chắn là thành viên của nhóm nòng cốt, lên kế hoạch cho vụ tấn công ngày 7 tháng 10. Ông ta có vai trò rất quan trọng trong giới lãnh đạo quân sự, người này xếp khoảng thứ 7 trong danh sách truy nã cùng những kẻ như Mohammed Deib, Magwan Issa và Tafiz Abu Naim. Ông ta là một nhân vật quan trọng và chắc chắn vẫn còn sống, vị cựu giám đốc trên nhận định. Mohammed được cho là người đã giải cứu anh trai mình là Yassir Siwa khỏi nhà tù ở Israel sau vụ trao đổi con tin năm 2011. Theo ông Ron Salomon, nhà phân tích tình báo độc lập, chủ trang blog Interleague Times, Mohammed được xác định là người lên kế hoạch chính trong việc tổ chức những cuộc chiến, tàn sát và bắt cóc hàng loạt người Israel ở các khu định cư. Hiện nay kể cả người dân ở Gaza cũng không còn ai nhận ra Mohammed. Người này được mô tả luôn di chuyển bí mật trong một cự ly giới hạn nhằm tránh bị ám sát. Ông Solomon nói, Mohammed đã sống sót qua 6 cuộc ám sát trong hai thập kỷ qua. Lực lượng Israel đã phá hủy ngôi nhà của gia đình Mohammed vào ngày 24 tháng 10 năm 2004. Đó là thời điểm Mohammed phải vào sống trong lòng đất sau khi thoát một vụ ám sát năm 2003. 10 năm sau, ở đỉnh điểm của cuộc chiến năm 2014 giữa Hamas và Israel, Hamas tuyên bố Mohammed đã chết đồng thời tung ra bức ảnh cho thấy ông nằm trên giường dính máu. Ông Solomon giải thích rằng việc làm giả cái chết của Mohamed là một phần trong sứ mệnh bảo vệ một trong ba chỉ huy bóng tối của Hamas. Kể từ đó, Mohamed chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng mà chỉ hiện ra dưới dạng bóng đen trong một cuộc phỏng vấn của Al Jazeera Arabic vào tháng 5 năm 2022. Mohamed không xuất hiện tại đám tang của cha mình vào tháng 1 năm 2022. Lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo rằng các binh sĩ của lữ đoàn 7 đã đột kích các văn phòng có liên hệ với Mohamed nơi họ tìm thấy tài liệu về học thuyết quân sự. Nhìn lại quá khứ, Muhammad là một nhân vật nổi bật của Hamas. Ông là một trong những người thuộc thế hệ đầu tiên gia nhập hàng ngũ Hamas kể từ khi thành lập vào ngày 14 tháng 12 năm 1987. Sau khi tăng tiến ở nhiều vị trí, năm 2005, Muhammad trở thành chỉ huy lữ đoàn Khan Yunis. Các điệp viên Israel tin rằng Muhammad hiện được giao trách nhiệm bảo vệ anh trai mình, Yaya Sinwa, người mà Israel mô tả là người chết biết đi. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 11 theo giờ địa phương, ông Hassan Naranla, thủ lĩnh phong trào Hezbollah tại Liban cho rằng các cuộc biểu tình trên toàn cầu phản đối cuộc tấn công của Israel tại giải Gaza đang gây sức ép lên nhà nước Do Thái và các đồng minh. Đồng thời, thủ lĩnh phong trào Hezbollah cũng kêu gọi quốc tế gia tăng sức ép đối với Mỹ để nước này chấm dứt cuộc tấn công của Israel. Đây là lần thứ hai ông Hassan Nasrallah xuất hiện trước công chúng kể từ khi nổ ra cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas tại giải Gaza người đứng đầu hezbollah nhấn mạnh rằng mặc dù các nước sẽ không đưa quân đội đến giúp hamas chống lại chiến dịch quân sự của israel nhưng người dân trong khu vực mong đợi thế giới ả rập và hồi giáo ít nhất sẽ đưa ra quan điểm thống nhất và yêu cầu người mỹ chấm dứt cuộc tấn công của israel mở hành lang nhân đạo để cung cấp hàng viện trợ và y tế ngay trong thời điểm giải gaza vẫn tiếp tục chiến đấu Phát biểu của ông Hassan Nasrallah diễn ra trong bối cảnh các cuộc giao tranh giữa lực lượng này với quân đội Israel tiếp tục diễn biến căng thẳng ở biên giới giữa Liban và Israel. Cũng trong ngày 11 tháng 11, lực lượng Israel tiếp tục tấn công các mục tiêu của Hezbollah bên trong lãnh thổ Liban, đồng thời cảnh báo cứng rắn lực lượng này. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho rằng Hezbollah sắp mắc phải sai lầm nghiêm trọng có thể dẫn đến kịch bản người dân ở khu vực xảy ra xung đột phải rời bỏ nhà cửa. Nếu Hezbollah tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công gần biên giới phía bắc của Israel. Lực lượng phòng vệ Israel cũng tuyên bố các máy bay chiến đấu của lực lượng này đã tấn công một số mục tiêu của Hezbollah ở Liban, phá hủy cơ sở hạ tầng và các vị trí quân sự của nhóm này. Truyền thông Liban đưa tin, một số tên lửa đã rơi xuống gần một ngôi làng ven biển cách biên giới Israel khoảng 40 km. Đây là cuộc tấn công sâu nhất của lực lượng phòng vệ Israel vào bên trong lãnh thổ quốc gia láng giềng kể từ ngày 7 tháng 10 khi xung đột Israel-Hamas bùng phát. Liên quan đến tình hình xung đột tại giải Gaza vào ngày 11 tháng 11 theo giờ địa phương, tại Hội nghị Thượng đỉnh chung bất thường của Liên đoàn Ả Rập và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, tổ chức tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho rằng cần tổ chức Hội nghị Hòa bình Quốc tế để tìm ra giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột tại giải Gaza. Bên cạnh đó, thì Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã khuyến khích cộng đồng quốc tế nên tập trung vào giải pháp giúp hạn chế tác động của các hoạt động quân sự ở Gaza đối với dân thường. Tổng thống Tayyip Erdogan tái khẳng định lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở giải Gaza. Ông cho biết, việc cấp thiết ở giải Gaza không phải là lệnh ngừng bắn tạm thời trong vài giờ, mà là lệnh ngừng bắn vĩnh viễn. Bên lề hội nghị thượng đỉnh chung bất thường của Liên đoàn Ả Rập và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã có cuộc hội đàm song phương với Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi. Tại các cuộc hội đàm này, Ông Tayyip Erdogan khẳng định thổ nhĩ kỳ sẵn sàng hợp tác trong việc cung cấp các dịch vụ y tế và viện trợ nhân đạo cho giải Gaza. Cũng trong ngày 11 tháng 11, trong chuyến thăm tới ba nước Trung Đông là Israel, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Ả Rập Xê Út, ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã khuyến nghị cộng đồng quốc tế nên tập trung vào giải pháp giúp hạn chế các tác động của các hoạt động quân sự ở giải Gaza đối với dân thường. Cùng với đó, ngoại trưởng Đức cho rằng các lệnh ngừng bắn nhân đạo là cần thiết để đưa viện trợ vào giải Gaza và bảo vệ sinh mạng dân thường. Đồng thời, Ngoại trưởng Bè Bóc cũng khẳng định sẽ tiếp tục đề xuất nội dung này với các nước liên minh châu Âu-EU. Ngày 11 tháng 11, phát biểu bên lề Đại hội Đảng Xã hội châu Âu diễn ra tại thành phố Malaga, Tây Ban Nha, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã kêu gọi tạm dừng giao tranh ở giải Gaza để mở đường cho viện trợ nhân đạo. Trong video được phát tại Đại hội ở Malaga, ông Josep Borrell, phó chủ tịch Ủy ban châu Âu kiêm đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU, cũng cho rằng việc cắt nguồn cung cấp nước, thực phẩm, điện và nhiên liệu cho toàn bộ người dân Gaza là không thể chấp nhận được. Ông Borrell nhấn mạnh Israel phải tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và cố gắng giảm thiểu số thương vong dân sự khu vực Trung Đông rơi vào tình trạng căng thẳng kể từ khi các chiến binh của phong trào Hamas tấn công Israel hôm mùng 7 tháng 10, khiến nhiều người thương vong. Kể từ đó, Israel đã leo thang một cuộc tấn công trả đũa vào giải Gaza do Hamas kiểm soát. Cuộc xung đột đến nay đã làm hàng chục nghìn người thiệt mạng ở cả hai bên.